Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một em siêu phẩm nhà phố ngang to, bề ngang rộng lên tới 6m, sâu vào 11m, công nhận đủ lên tới 66m2 và đang được anh chủ nhà giao bán cực kỳ rẻ, chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Nhà thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 14 quận Gò Vấp, ngay chợ Thạch Đà nha anh chị. Ngang rất là to, ngang rộng lên tới 6, sâu vào 11m. Ngang rất là rộng, thiết kế một trệt 2 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ và anh chị sẽ có 4 nhà vệ sinh, phòng thờ và sân thượng phía trước giặt phơi đồ. Hướng đông nam, đông tứ trạch và đang được giao bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng. Nhà ngang rất là to. Nhà mình thì hẻm trước nhà rộng tầm 3,5 m, hẻm xe 3 gác và xe 4 chỗ, xe con cóc thì có thể chạy đến cửa nhà được. Kia mình định chạy được nha. Hẻm tầm 3,5 m, cách hẻm xe hơi hẻm to 5m, khoảng tầm 15-20m thôi. Đấy, khu đồ nhà hiện hữu. Đấy, hẻm tầm 3,5 m, hẻm 3 gác, xe con cóc thì có thể đến cửa nhà được. Xe Kia Morning đi được. Và chúng ta cùng Bá Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn siêu phẩm nhà ngang to, rộng tới 6m, sâu 11m. Rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Xây mới hoàn toàn năm 2024 và sổ hồng riêng nha anh chị. Đấy, mặt tiền rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát luôn nha mọi người. Rất rộng, rất to. Một lớp cổng sắt 4 cánh. Khoảng sân tầm được 1,5 m, đậu tầm 3 cái xe máy vô tư. Có trong có cửa sắt kính cường lực. Và bên hông thì anh chị sẽ được trồng một cái cây lộc vừng cực kỳ xanh luôn. Trên thì đã được làm kính và làm khung sắt rồi. Đây. Phòng tiếp khách thì anh chị được ốp sàn gạch 1m260, gạch Ấn Độ màu trắng nha mọi người. Cầu thang thì làm đứng, ốp đá kim sa trắng, chạy đèn LED. Có tủ giày dép bảo hiểm phía bên ngoài. Rất là đẹp, rất là sang luôn. Ngang to, rộng tới 6, sâu 11m. Trong chúng ta có quạt trần, có máy lạnh hai ngựa, tủ lạnh hai cánh, phun hết nội thất rồi. Khi anh chị mua chỉ việc đem quần áo về ở thôi. Nhà mình thì đang được giao bán với giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng. Một em siêu phẩm nhà phố tọa lạc tại trục đường chính Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, ngay chợ Thạch Đà. Xây dựng quá đẹp, quá sang rồi. Trong này có tặng sofa, kệ tivi, gầm cầu thang có nhà vệ sinh. Trong này thì anh chị sẽ được tặng lại bàn ăn, tủ lạnh Capper hai cánh, tủ bếp gỗ An Cường và chạy đèn LED, ốp đá trắng. Đấy. Trang trí quá đẹp, quá sang luôn. Một căn siêu phẩm nhà ngang to, giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Quý anh chị cô bác nào quan tâm đến em nhà đẹp này, chứ gọi ngay và luôn về tới nhà Bá Hưng nha. Đấy, căn nhà bố trí cực kỳ đẹp, không thua kém gì với nhà 7-8 tỷ, 10 tỷ. Nhà mình chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Xây dựng quá đẹp, quá sang, quá đẳng cấp luôn nha mọi người. Quý chị cô bác nào muốn sở hữu em nó chứ alo ngay và luôn về tới nhà đặt Bá Hưng. Xem video thì hãy nhớ thả like, thả tim và đăng ký kênh nha. Ngang 6, sâu 11m. Giá chỉ có 5 tỷ 9 thôi. Nhà xây dựng quá đẹp, quá đỉnh luôn nha quý vị. Ốp gạch Ấn Độ, gạch 1m260, gạch màu trắng rất là sang. Cầu thang thì được ốp đá nhập khẩu, chạy đèn LED, tay vịn sử dụng là gỗ sồi sơn màu đen, kính cường lực dày 10 ly. Cầu thang đứng áp sát tường, đúc rộng 90. LED cảm biến nha. Lầu 1 sẽ chia làm 2 phòng toilet riêng. Lầu 2 thì có một phòng ngủ, một phòng thờ và sân thượng anh chị giặt phơi đồ. Đây được ốp sàn gạch 80 luôn, cửa nhựa chống cháy nha. Chúng ta có giường đệm 1m8, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh Capper. Và tường thì được ốp tấm than tre. Đấy, phòng rất là rộng, phòng đằng trước này cực kỳ to khủng khiếp luôn nha anh chị. Phòng rất là rộng, rất là thoáng nha mọi người. Giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em siêu phẩm nhà đẹp này, chứ alo ngay và luôn về tới Bá Hưng. Ban công đúc ra được tầm 80 phân nha. Trồng cây xanh và chạy LED dưới đáy ban công. Đấy, nội thất full option hết rồi. Anh chị mua chỉ việc đem quần áo về ở thôi. Phòng rất là rộng, rất là to nha anh chị. Đấy, phòng rất rộng, rất là thoải mái luôn. Toilet ở khu vực phòng đằng trước này thì có bồn tắm nằm, vòi sen thuyền, lavabo rửa mặt, gương LED, bồn cầu khối, gạch ốp cao đụng trần. Đấy, toilet làm rất là đẹp, rất là rộng nha. Sang bên đây sẽ là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của chúng ta thì phòng cũng rất là rộng luôn. Đấy, giường nệm 1m6, tủ và kệ tivi, có cửa sổ sau, tường ốp tấm than tre và máy lạnh Capper đầy đủ nha. Đấy, trang trí quá đỉnh, quá xuất sắc rồi. Giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Một căn nhà đẹp tọa lạc tại trục đường chính Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, sát với chợ Thạch Đà. Toilet số 3 này. Đấy, rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện ích, bố trí gạch
rất là sang và mắc tiền. Triệu 5 tỷ 900 triệu thương lượng thôi. Chúng ta di chuyển lên trên sẽ là không gian lầu 2, phòng ngủ số 3, toilet số 4 và phòng thờ sân thượng phía trước. 3 phòng ngủ nha. Ở giữa sẽ là khu vực phòng thờ của anh chị. Phòng thờ ở đây thì ốp gạch sạch sẽ hết luôn. Phòng ngủ số 3 ở đây thì giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh đầy đủ hết luôn nha anh chị. Có cửa sổ phía sau. Đấy, bố trí rất đẹp, rất xinh rồi. Ốp sàn gạch 80, gạch trắng nha. Đấy, trên thì bố trí máy lạnh Capper. Đấy, cửa nhựa chống cháy. Này họ làm cửa nhựa hết rồi. Nhựa nó đỡ mối mọt. Toilet trên này thì có vách kính này. Và sân thuyền, bồn cầu khối. Gương led là bồn rửa mặt. Nhà này bố trí gạch rất là sang nha. Gạch mặt tiền không à. Di chuyển sang bên đây sẽ là không gian phòng thờ và sân thượng. Phòng thờ ở giữa này. Sân thượng cho chị giặt phơi đồ và trồng cây xanh. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Trên nóc thì có bình nước và máy nước nóng. Lăng ngựa mặt trời rồi. Làm khung sắt cho đèn kết hoa. Bố trí cây xanh cây cảnh rất là nhiều. Bên này chúng ta có chỗ để ngồi uống cà phê uống trà này. Giặt phơi đồ ở đây nha. Nhà quá là đẹp rồi. Đấy, cây cối bố trí cực kỳ xanh mát. Đẹp đẳng cấp. Giá mềm chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.